Hôm nay Chủ nhật 14 tháng 10 năm 2018, tại quảng trường Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên phong hiện thánh cho 7 vị trông phúc. Trong số các vị tân hiện thánh có Tổng giám mục Oscar Romero. Ngài đã bị bắn chết trong khi đang cử hành thánh lễ cho các bệnh nhân tại một bệnh viện vào ngày 24 tháng 3 năm 1980, do Ngài lên tiếng trước những bất công trong xã hội. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vị tân hiện thánh này. Đức Tổng giám mục Oscar Romero đã bị giết ngay tại vương cung thánh đường San Salvador trong khi Ngài đang cử hành thánh lễ hôm 24 tháng 3 năm 1980. Đức Tổng giám mục Romero là chứng nhân can đảm đã tố cáo các tội ác dã man của giới quân nhân nước này trong thời gian nội chiến. Cuộc nội chiến tại El Salvador đã kết thúc với hiệp định ngừng bắn vào năm 1992, chấm dứt 12 năm nội chiến. Tuy nhiên, mãi cho đến ngày nay, xã hội El Salvador vẫn còn nhiều chia rẽ và bạo lực vì bao nhiêu oan khiên không được giải tỏa. Cái chết của Đức Tổng Giám mục Romero là tiêu biểu cho thế giới thấy các thủ đoạn tàn bạo của biệt đội tự thần do nhóm quân nhân El Salvador dựng lên. Thiếu tá Alvaro Rafael Saravia, người trực tiếp nhúng tay vào vụ sát hại Đức Tổng Giám mục Romero, đã di cư sang Mỹ vào giữa thập niên 1980 để chạy tội, nhưng y đã bị bắt và bị đưa ra tòa. Tòa án tại California đã đưa ra những bằng cớ không thể phủ nhận và truyền cho Saravia phải đền cho thân nhân của Đức cha Romero 10 triệu Mỹ Kim. Hai nghi can khác trong vụ án là đại tá Roberto Diabuisen và sĩ quan cảnh sát là Oscar Perez Linares, người được cho là đã ra lệnh cho thiếu tá Saravia giết chết Đức Tổng giám mục Romero. Tuy nhiên, hai nghi can này đã qua đời. Đức Tổng giám mục Romero đã được tuyên trên phước tử đạo ngày 23 tháng 5 năm 2015.